Hôm nay gia đình mình sẽ đi dã ngoại nha các bạn. Thì mình sẽ đưa các bạn về hướng đông của tiểu bang mình đang ở nha. Hiện giờ mình đang đi trên một cái con đường, nó gọi là Historic Columbia River Highway US 30 nha các bạn. Con đường này rất là nhỏ và ngoằn ngoèo. Thì như các bạn thấy đó, bên phải của mình là vách núi, còn bên trái của mình là vực sâu thẳm. Nhưng dọc theo cái con đường này đó, nó sẽ mang đến cho mình rất là nhiều cảnh đẹp. Thì bây giờ mình sẽ từ từ đưa các bạn đến nha. Xa xa bạn có nhìn thấy cái tòa nhà không? Cái tòa nhà này nó gọi là Vista House. Thì cái tòa nhà này nó được xây xong và được khai trương vào năm 1918. Thì nó để vinh danh những cái người thám hiểm đầu tiên của tiểu bang. Và đây cũng là một nơi dừng chân cho những du khách đến để xem cái cảnh đẹp ở nơi đây. Vì cái tòa nhà này nó nằm ở trên một cái đỉnh đồi rất là cao nha. Đây là cái cảnh nó gọi là Columbia River Gorge. Nó là con sông Columbia, nó nằm giữa hai cái hẻm núi. Và cái chỗ mình đang đứng rất là cao cho nên rất là gió luôn. Mình sẽ đưa các bạn đến một cái cảnh kế tiếp nha. Cái cảnh này nó gọi là Littoral Falls. Rất là đẹp phải không các bạn? Và mình sẽ đi tới một cái cảnh kế tiếp nha các bạn. Và đây, mình đã đến với cái thác nổi tiếng nhất của tiểu bang này. Đó là Multnomah Falls. Mình đang đi bộ lên thác nha các bạn. Thì hôm nay thác nhìn rất là vắng. Là tại vì vẫn còn đang trong mùa dịch đó. Cho nên ít có người đi chơi. Vả lại, hôm nay cũng là một ngày thường trong tuần. Cho nên mọi người vẫn còn đang đi làm. Thác này gồm có 2 tầng. Xa xa các bạn có thấy cái cầu bắc ngang qua không? Thì bình thường á, mình có thể lên đó để ngắm thác gần hơn. Và vào mùa hè á, mình có thể đi luồn theo cái sườn núi ở bên tay trái á, để mà đi lên tới cái đỉnh thác. Nhưng vì bây giờ đang mùa dịch và cũng bước vào mùa đông cho nên họ đóng lại. Và đây là cái thác cuối cùng trước khi mình rời khỏi nơi này nha. Thì cái thác này nó gọi là Horsetail Falls. Và bây giờ mình đang ở trên một cái xa lộ cao tốc gọi là I-84 nha các bạn, đi về hướng đông. Bây giờ mình đang dừng chân ở một cái trạm nghỉ nha các bạn. Ở Mỹ có những cái trạm nghỉ nhìn rất là giống cái công viên đó các bạn. Vì ở đây có bàn ghế cho mình ngồi khi mà mình cần dừng chân lại để ăn uống. Và có những con đường nhỏ để cho mình thư giãn bằng cách đi bộ. Và có những nơi cho những thú vật xuống để mà tiểu tiện. Và nơi đây có những cái nhà vệ sinh cho mình dùng. Mình rất là thích đi chơi ở Mỹ vì có những cái nơi như thế này rất là tiện luôn đó các bạn. Đây là một phong cảnh rất là đẹp luôn. Thì đường xe hơi đi ở giữa, hai bên đều là sông và xa xa có những cái vách núi.
Và đây các bạn, mình đang đi trên một cái cầu. Cái cầu này nó bắc ngang qua một cái con sông Columbia River. Và cái cầu này nó cũng là một cái ranh giới giữa hai tiểu bang. Thì cái tiểu bang mình đi qua, cái tiểu bang bên đây là tiểu bang Washington State, thì cái cầu này nó có tên gọi là Sam Hill Memorial Bridge. Và mình đi vào một cái thành phố nó gọi là Mary Hill của tiểu bang Washington State nha. Không biết các bạn nhìn thấy cái cấu trúc này giống như cái cấu trúc ở bên Anh không ha? Cái Stonehenge đó. Và đây là cái bảng sao của cái Stonehenge ở thành phố Maryhill. Cái Stonehenge này là cái đài tưởng niệm nha các bạn, vinh danh 14 người lính trẻ đã hy sinh vào Thế chiến thứ nhất. Cái đài tưởng niệm này đã được khánh thành vào năm 1918 cho đến năm 1929 thì mới thành lập xong bởi một người tên là Sam Hill. Ông đã đến viếng thăm nước Anh vào cái thời xung đột của năm 1914 đến năm 1918 và đã nhìn thấy cái cấu trúc này và được nghe kể lại vào cái thời đó đó. Cái cấu trúc này được dùng là một cái đền thờ và dùng con người để làm vật tế hiến hay vật hy sinh cho những vị thần. Và cùng cái cảm hứng đó, ông đã mang cái ý tưởng này về Mỹ và đã xây lên cái đền này để vinh danh những người lính đã hy sinh ở chiến trận. Các bạn có thấy những cái bia đen mà khắc lên trên những cái tảng đá lớn đó, đó là những cái tên và năm sinh và ngày mất của những người lính đó. Và họ mất rất là trẻ, hầu hết là từ 18 đến 21 tuổi. Và mình có đọc và biết rằng ông Sam Hill đã mất vào năm 1931 và mộ của ông cũng xây cách đây không bao xa. Đây là cái cảnh xung quanh cái Stonehenge đó các bạn. Và bây giờ mình băng qua cầu để về lại cái tiểu bang của mình nha các bạn. Mình hy vọng chuyến đi chơi này mình mang lại cho các bạn những cảnh đẹp mà mình đã đến. Nếu các bạn thích thì hãy subscribe cho mình nha. Cho mình một like và cho mình biết suy nghĩ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ sau.